Người mẫu pháo thủ tiếp tục có lý do để lo lắng với phong độ ghi bàn của các cầu thủ trên hàng công. Aubameyang hôm nay chỉ được Arteta tung vào sân từ phút 85 để thay cho Lacazette. Dĩ nhiên trong ít phút đó, chân sút người Gabon không thể giúp Arsenal ghi được bàn. Thống kê từ ông ta cho biết, đây là trận thịt ngòi thứ 6 liên tiếp của Aubameyang ở đấu trường ngoại hạng. Chuỗi trận không ghi bàn dài nhất của Aubameyang trong quá khứ là 14. Đó là vào thời điểm từ tháng 2 tới tháng 8 năm 2014, khi tiền đạo sinh năm 89 này còn chơi bóng cho câu lạc bộ Dortmund. Kết thúc chuỗi trận bất bại ấn tượng, Arsenal gần đây đã cho thấy những sự chệch choạc đáng lo ngại. Sau thất bại dưới tay của Manchester United, thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta đã tiếp tục trải qua một trận thua vào đêm qua trong chuyến làm khách trên sân của Goodison Park. Đáng chú ý, Arteta đã xếp Aubameyang ngồi dự bị trong trận đấu này. Dễ hiểu cho quyết định của chiến lược gia người Tây Ban Nha, bởi cựu sao của Dortmund đã liên tiếp tịt ngòi kể từ cuối tháng 10 cho tới thời điểm hiện tại. Vào đêm ngày hôm qua, thậm chí Arteta còn tung Nketiah vào sân trước cả Aubameyang. Theo quan điểm tới từ Cardinalville, chân sút người Gabon sẽ không thích thú với viễn cảnh trở thành một cầu thủ dự bị và đồng thời là việc vào sân muộn hơn Nketiah. Tôi nghĩ sẽ có vấn đề với Aubameyang ở hậu trường sau trận đấu này. Tôi không cho rằng Aubameyang sẽ thích việc Nketiah được vào sân trước cậu ấy. Và tôi cũng không nghĩ cậu ấy sẽ thích trở thành một cầu thủ dự bị hoàn toàn. Gần đây, có một số nguồn tin cho thấy Aubameyang đã lọt vào tầm ngắm của Real và Barca. Trong trường hợp Arteta bị hắt hủi, không loại trừ khả năng chân sút người Gabon sẽ tìm cách rời khỏi Emirates ở ngay kỳ chuyển nhượng mùa đông này. Ở trận đấu vừa qua giữa Everton và Arsenal, tiền vệ Odegaard đã được đưa các vị khách vừa lên dẫn trước ngay từ hiệp 1, kết thúc bằng pha chạm bóng rất tinh tế. Tuy nhiên, hai bàn thắng của Richarlison và Gray ở lần lượt phút 79 và phút 90+2 đã giúp Everton lội ngược dòng thành công. Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, Arteta đã nói về thất bại của Arsenal như sau. Trong hiệp đấu thứ nhất, chúng tôi đã chơi thiếu ổn định và không cầm được nhiều bóng như mong muốn. Tôi không thích chứng kiến các học trò của mình thi đấu như vậy. Với cơ bản thì Arsenal không mấy khi làm khó được hàng thủ đối phương. Trong lần đếm hoi làm được điều đó thì chúng tôi đã ghi bàn. Sau giờ nghỉ, Arsenal đã nỗ lực hơn và tạo ra được 4 cơ hội rõ ràng. Đáng tiếc là khi mọi chuyện đang có dấu hiệu thuận lợi thì chúng tôi lại nhận phải bàn thua ngớ ngẩn. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì bạn cũng nên tìm ra hướng đi để giành chiến thắng. Cái cách mà Arsenal để thua trước Everton nhìn chung chẳng ổn chút nào. Hôm nay Arsenal đã thua do các cầu thủ đã chơi không được như mong đợi. Thuyền trưởng của Arsenal kết luận. Cựu cầu thủ Jamie Carragher đã choáng váng trước tình huống bỏ lỡ đó. Trả lời cho câu hỏi của Sky Sports về việc Nketiah có quá quan tâm tới thủ môn hay không, cựu cầu thủ của Liverpool nói: "Anh ấy phải ghi bàn. Ý tôi là khi bạn nhìn thấy những cơ hội mà họ có được sau này, bạn phải nâng tỷ số lên 2-1. Đó là một bàn thắng bạn không thể bỏ lỡ." TPR Football cũng có quan điểm tương tự với Carragher. Nketiah phải ghi bàn, đó là một cú sốc. Đây là khoảnh khắc mà người hâm mộ Arsenal đặt câu hỏi với anh ấy suốt. Như Carragher nói, anh ấy chỉ cần ghi bàn ở cột xa. Có vẻ như Nketiah tự làm hẹp đi góc dứt điểm. Anh ấy liếc nhìn thủ môn và hơi di chuyển đầu thay vì chỉ ghi bàn. Điều quan trọng là nó khiến pháo thủ phải trả giá. Khi được hỏi liệu tâm lý có phải là nguyên nhân khiến pháo thủ thua ngược dòng hay không, Odegaard nói thẳng: "Tôi nghĩ là như vậy. Sau khi dẫn trước, Arsenal dường như sợ đánh mất lợi thế này. Đây là sai lầm của chúng tôi ngày hôm nay. Đáng ra Arsenal phải cố gắng tìm kiếm bàn thắng thứ hai. Thực tế đó là ý định, nhưng chúng tôi không thể làm được điều đó." Arsenal sút 10 cú ở trận này, trong đó có những cơ hội 10-10, như pha đánh đầu cột dọc từ cự ly khoảng 3m của Nketiah, hay tình huống Aubameyang đặt lòng ra ngoài dù không bị ai theo kèm ở phút bù giờ thứ 8. Theo Mikel Arteta, việc phung phí cơ hội đã khiến Arsenal phải trả giá đắt. "Chúng tôi dẫn 1-0, nhiều lúc kiểm soát thế trận và có thể ghi thêm một bàn để kết liễu. Chúng tôi có 4 cơ hội rõ ràng, một của Nketiah, 2 của Odegaard và 1 của Aubameyang, nhưng bất thành. Rồi Arsenal thủng lưới, xuất phát từ pha ném biên mà chúng tôi có. Thật đáng thất vọng." Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của Arsenal trong thế dẫn bàn, sau thất bại 2-3 trên sân của Man United vào tuần trước. Trận đó thì Emile Smith-Rowe đã mở tỷ số trước khi Bruno Fernandes và Ronaldo giúp Man United ngược dòng. Odegaard cũng ghi bàn trận này
khi quân mình tỉa số ở đầu hiệp 2. Nhưng sau đó thì Ronaldo hoàn tất cú đúp từ chấm phạt đền, mang về 3 điểm cho đội nhà. Nicolas Pepe, người đã gia nhập pháo thủ từ Lille với mức giá 72 triệu bảng vào năm 2019, đã ghi 10 bàn thắng ở mùa giải trước, có số tương tự với Aubameyang. Tuy nhiên, tới năm nay, anh phải vật lộn để tìm kiếm một suất chơi bóng. Lần cuối cùng cầu thủ này vào sân từ ghế dự bị là đã cách đây hơn một tháng. Đó là trận đấu mà Arsenal gặp Crystal Palace vào ngày 18 tháng 10. Toàn tính của Mikel Arteta trong rạng sáng nay là tung Nketiah vào sân, chứ không phải là Pepe. Nói với Sky Sport, chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết: "Bởi vì tôi quyết định SD chơi ngày hôm nay, tôi mang anh ấy vào sân, anh ấy đã tạo ra 3 cơ hội lớn và đánh đầu chúng cột dọc một lần trong 25 phút. Tôi nghĩ vậy. Anh ấy chăm chỉ mỗi ngày trong việc tập luyện và đó là những gì bạn thấy anh ấy làm ở đây. Mỗi ngày, đó là lý do tại sao tôi chọn anh ấy." Arteta bổ sung thêm: "Hàm ý ở đây là trong khi Nketiah tham gia tập luyện, một số cầu thủ khác, đặc biệt là Pepe thì không." Tamiro nêu quan điểm: "Pepe hiện đã không ra sân trong bất kỳ trận đấu nào trong số 5 trận đấu gần đây nhất của Arsenal, bao gồm cả 3 trận thua trên sân khách. Và những tờ báo của anh cho rằng Arsenal đã sẵn sàng bán Pepe trong thời gian tới." Ở trận đấu kế tiếp thì Arsenal đụng độ Southampton trên sân Emirates, đối thủ mà Pepe từng phá lưới vào tháng riêng. Có điều không ai dám chắc là anh có được ra sân hay không. Chơi là tạm cơ lắm thì quá ít đi. Em là tải, em ấn vào cái link tải.